heading dịch này h1 này heading à co chấm nón chướng chẳng phải ai miên bị h muối đã h mà muối nhầm copy đã món cái lườn this is h1 nhé mặt mờ lấy copy pha món 2 3 4 5 6 này h2 ở đây bật h2 ở đây nhầm phải hạp tha so hello world đấy cứ nó bỏ h2 H3 chẳng phải dùng ở mọi cái này nà để tha sử dụng sử dụng ngày muốn ngày này tệ ở mong H4 này H5 H6 rương bắt đầu tùm hôm paragraph rồi có ấy nhí nhóm ọt bởi riêng nó mới thì mở thì chăm tài riêng cái với không xì ấy hắn là không phải xa vẹn pì chắc vô lại thêm ở đấy hay thêm ở chi visa đồng bồn rồi bỏ web xâm rạp ao dương cái hạ tha chè đặt object cho được không web dài đôi chữ đại đôi đặt at bot paragraph đặt a đặt group here đặt link đặt form đặt chữ đào đấy chứ mà còn tuấn record miễn nhằm cho nó đáp thay với nó chân a2 đi a3 a4 8, 5, 8, 6 xéo xéo với nhầm ran mớ này dân maintain tới đi 8, 1 thông như kia đấy 8, 2, 8, 3 maintain tới 8, 4 hiện tu chiên paragram tịch 8, 3 hiện thông chiên tịch nhé bà mùi tiết đạo rụp dân cho đạo rụp hiệp mùi trồn maintain tới những mưa folder dừng đi file index vào dừng đấy maintain tới những thứ copy rụp hiệp mà đạo không có chọc cho mùi các bất bạch các bạn này còn đấy dân cua đã để xa ấy pay class dân thử dọn upload cho tôi hosting chẳng phải dọn qua rụp dân là nào phóng trẻ mà đạo chẳng bắt nó khơi như pay class đấy cho nhưng nó cũng lúc hiếp môi máu nó mới đã trồn này lúc môi đi chào copy bỏ lại copy lên khơi thì thả này máu hãy chỉ nắm chua phòng đấy chua mới chua tham mà chữ dot png chẳng thầm lá rút đã ách đặt nước nông website bán miên chờ được page còn đây là những phần tập pi đấy là sao pi nó bị standard đây từ phần png hay nó jpg có nên mất là pi nè jpg miền png vẫn ở đấy chẳng jpg rồi cái jpeg jpeg ban đầu rụp nâng cứ maintain tới chấp bài như thế group và phê là chấp bài như thế cứ chơi với chỉ hay mới tiếp phi ăn chỉ phiên chi ở tới chấp bài on chiên màn tích còn ta dạng do cho bó phiên chi cứ miên nhà là miên bài cào một logo mũ đặt cho mùa xó chẳng à xó với port logo đúng mũ mà bà vô làm vậy á bơ jpeg ở tì cứ đừng thấy mấy rụp nâng gầy trong rụp mù trong rụp bẹt đôn trong rụp ấy cái đói cứ gầy thùng hôm biết gầy việc thay mấy cái đón so bị khỏi rồi anh đang phao thiên chi ở tì bơ rụp bẹt đôn cứ bẹt đôn mà đấy đôi thì tiếp như là vừa thì chưa đấy thì tiếp đôi chờ một đạc mùi product muối bây giờ lụa off bị stock viên đường chanh bỏ cả hôm lộn lỡ bây giờ sold out lụa chanh mà đây bỏ tóc bị lỡ rụp hiếp mong chẳng à pha sold out bỏ tóc bị lỡ rụp hiếp rụp úp hiếp cả người khơi à sold out bị lỡ người khơi chẳng à rụp sold out cái pra bỏ hết PNG tại sao ấy viết background
វាចេញអក្សរសូត្រឲ្យឬក៏ចេញសញ្ញាខ្វៃពិតមែនប៉ុន្តែជន់ទៅលើរូបផ្សេងឃើញឆ្លោះទៅខាងក្រោយដដែលប៉ុន្តែបើយករូបអក្សរឡើងនឹងជា PNG ដាក់បាច់មកសស្គូបាំងមកការ៉េទៅលើមកសាប់តនេះ Photoshop ធ្លាប់ឃើញនេះអូខេអត់បញ្ហាបានដូចគ្នានេះបាទប៉ុន្តែព្យាយាមកំប្រើរបស់គេប៉ុន្តែព្យាយាមទៅបីយាយករបស់គេមកមែនយកមកកាត់បន្ថែមខ្លួនយើងឲ្យទៅជារបស់យើងណារៀនគេថារៀនបង្កើតអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនយើងយកពីគេគេថាមិនដាច់ឆ្ងាយអត់ប្រវាក់កាត់ឯ5ទីនឹងកាត់ហើយដោយសារឥឡូវអត់បញ្ហាទេ10ឆ្នាំទៅមុខនេះយ៉ាងមិនដឹងជាការនឹងឯង website នឹងធួរទៅល្បីយ៉ាងមិនមើលឃើញដល់ល្បីតាមរបស់ល្បីគឺសិតថាក្នុងចំណោមការថាក្នុងចំណោមការមើលរបស់គេអញ្ចឹងគេមើលគេថាអីអានេះរបស់គេ upload ចូល internet យករបស់គេមកប្រើចឹងអាចប្តឹងផ្ដោយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិនមានបញ្ហាយ៉ាងដឹងស្អីក៏ដោយលើអ៊ីនធឺណិតយកមកប្រើជា personal use បានប្រើរៀនប្រើក្នុងលក្ខណៈបែបខ្លួនយើងបានបាទប៉ុន្តែបើយកទៅ publish ឬក៏គេហៅថាយកលក្ខណៈ commercial យកទៅ proxy យកទៅធ្វើមិនបានលុយអាហ្នឹងមានរឿងឯងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំ design logo អត់គេមួយគេចង់បាន font មួយនឹងគេថាគេ download ពី internet បានអញ្ចឹងខ្ញុំ call ទៅគេសួរគេថាប្រើបានអត់ខ្ញុំយក logo យកទៅធ្វើហាងកាហ្វេធម្មតាហាងកាហ្វេខ្ញុំក៏មើលសល់ដែរអញ្ចឹងគេថាយើងដំណាត់គេទៅបោចាយគេមិនបានដែរអញ្ចឹងឲ្យ10ដុល្លារទៅហើយគេជិះលិខិតសាញ់ម្ដងគុណមួយយើងមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានលិខិតហ្នឹងយើងអត់បញ្ហាព្រោះឯងក្រោយអាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ពីរឿងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអញ្ចឹងនេះបើរៀនខាង graphic design គឺនិយាយខ្លាំងណាស់ព្រោះមើល graphic ពេលចូលដូចគ្នាដែរ web design ក៏ចូលដែរភាសាសិទ្ធិការងារដែល commercial សម្រាប់ឲ្យគេមើលទាំងអស់អញ្ចឹងអត់ចេះតែប្រទេសផ្ដាច់ណាស់ចូលចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងព្យាយាមធ្វើរបស់ខ្លួនឯងបាទត្រឡប់របស់យើងវិញដាក់រូបអញ្ចឹង copy ចូលហើយណានេះខ្ញុំដាក់ពីក្រុមនេះចុះអញ្ចឹងយើងបើក tag img src img ហ្នឹងមកពី image src ហ្នឹង source ស្មើមកយកពីណាមកអានេះដោយសារតែកម្មវិធី dreamweaver វាជំនួយវាជួយយើងអញ្ចឹងវាមាន file ឲ្យស្អាតមករកឃើញអញ្ចឹងស្មើប៉ុនយើងធ្វើខ្លួនយើងបើកពេញកណ្ដោមកហើយដាក់ឈ្មោះ file ចូលមក mysql.png ហើយបិទ tag វិញសូមបញ្ជាក់បន្តិចគ្នាយើងមិនថាអ្នកថ្មីអ្នកចាស់ tag មួយចំនួនដូចជា h1 អានេះគេយើងហៅថា tag ណា tag tag ហ្នឹងគឺជាពាក្យបញ្ជាសម្រាប់បញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងជាស្អីឧទាហរណ៍ថា hello world នេះបើយើងមិនដាក់ tagសួរថាវាជាស្អីយើងមិនដឹងអញ្ចឹងដាក់ h1 គឺប្រាប់ថាហ្នឹងគឺសម្រាប់អសរចំណងជើងភូមិបើកឲ្យបិទណាអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថា tag មួយចំនួនដូច h1 ត្រូវការបើកហើយត្រូវការបិទ p ដូចគ្នាត្រូវការបើកត្រូវការបិទប៉ុន្តែ image គឺអត់មានបិទទេគឺបញ្ចប់យើង close នៅតែ line នេះតែម្ដងនេះអានេះគេ close tag របស់វានេះអត់ដាក់កដាលដាក់កដាលប៉ុន្តែព្យាយាមធ្វើឲ្យត្រូវតាម standard របស់គេបើយើងទៅសេខុសយើងចេះអាសេតាមសេចិត្តតិចទៀត5 6ភាសាចូលគ្នាទាំងអស់វាអត់ដាល់យើងអត់ដឹងមកពីមូលហេតុអីទេពេលខ្លះខុសពីពួកអាហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ណាហើយចំពោះថ្មីកដាលឬក៏ double quote នេះយើងអាចប្រើ single តែគេក៏បានដែរណាប
toàn đấy ba nước kia phần tay bật tha phở single fold bật có single phở double bật thành double này men ba double bật single ở đảo thế này đây chẳng máu ấy chẳng phải là thông pê nhưng anh set with hai miền tịch chẳng with smart nữa chúng ta hai sấp x mà pixel này xéo ấy mới là phòng này bảng mặt một vít nó cầm nát ở bảo vệ đây bìa bạn còn tay tay tiệt p từ đó bootstrap cái áp tầm đâu nhưng cầm nát này anh ấy cũng đã chắc là bài gì nhưng mới khơi được à từ đó bootstrap rút phía tông responsive tông à nhưng chẳng kê đi cầm mình mong cứ rút phía trong phía bootstrap những đặt những thứ cắt không phải thùng smart này ở đặt viết hai thì tên là sao ấy IV auto generate con viên lơ browser với thống lơ thủ sắp với room tổng còn tay nhóm mình và chạy cái tên mũi nhóm đừng phải hành rút hiếp mà để đặt cho tới việc crop trao là một còn đấy ô thơ về một khoa rút dương và cho rút đê chứ cứ việc cầm nọt phòng hống crop trao smart smart lên tổng và còn đây rút hiếp cắt chứ nhé kem rút hiếp bạch ớt đó bạn rút cái đầu mình tha vào cho mình tha vào đây mình thay đấy cứ bị crop còn đây bị crop chạm vô bị center từ anh nó cứ cột nó như không xịt em chẳng đòi vẽ xịt nhưng mà hàng hà nó thời trẻ thời trẻ nam cúc ở sao nó mới bị giàu para cho ra mình tên đấy mỗi tiết linh linh nhưng phở máu e e cho đẹp mà nắng lại e cho đẹp đi thì hao tha anh đi cao em đi chả lớn mình khao ấy lớn mình thạch chả ê đi như là thạch image như là thạch sau này như là tribute ấy đánh là tribute xâm rạp cầm nót option bằng time đó thạch mùi mùi thay chậm này ấy đánh này cứ xâm rạp đặt link này dân trong link tờ nế phụ thôi em link tờ website mùi rồi tư www.youtube.com hay chúng ta YouTube chẳng xe mà chú đi bàn này tha viên đình tranh bịa YouTube mùa dương khơi dương trạch lên link đường tới viên đường tập báo page mỗi chú viên của website mỗi chú YouTube này trạch chế khai xin link trạch bạch tới bao YouTube mà đây đây xa hoặc internet nhà sò này ngày muốn xua đi dương mà xa đấy cái lái nè nhưng mà trong ăn giờ xóa trong ăn giờ hiếp thôi mà mạch hơ đi bà cho cái nè ở lên nhóm cắt đạm không á cắt đạm lo được không chồng toát chắc mà các bạn này hỏi số mười chắc mà đi thang link viên đường link từ kênh YouTube còn tay vì ắt bằng hai chia so tiếp vì bằng hai chia chia rút hiệp cái chứ phớp cung cái bàn xe mà thấy đã máu mất linh mà thấy cho tới với tới YouTube anh nó có phở chớ đấy nè chẳng nhìn nhà nam làm tịch thấy phớp cung cái này chẳng linh nó khéo rút hiệp được nồng